không đánh trống bỏ dùi, không đầu voi đua chuột, mà phong trào thực hiện nghị quyết Trung ương 4 còn quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong toàn tỉnh. Phong trào còn lan tỏa khắp nơi, trên các lãnh vực và cho mọi đối tượng xã hội cùng tham gia thực hiện. Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng tổ chức đảng cũng như từng cán bộ đảng viên. Bước đầu đã tạo nhiều chuyển biến cho tổ chức đảng và địa phương. Long An, một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với tốc độ phát triển hàng năm với chỉ số PCI đứng trong top 10 cả nước. Đó là thành tựu chung của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, để có được sự tăng tốc đó, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phải vận hành bộ máy như thế nào trước thực trạng xã hội kinh tế, an ninh trật tự xã hội đang diễn ra phức tạp. Ở cơ sở, một số đảng bộ chi bộ, nội dung sinh hoạt đảng còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có người đứng đầu, chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số cán bộ đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh kịp thời rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 12 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết kế hoạch thực hiện hàng năm, gắn kết chặt chẽ thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng với chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị. 100% cấp ủy tổ chức đảng đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề cụ thể từng năm gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng sát với tình hình thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt quy định về việc định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc nâng cao vai trò gương mẫu, tác phong công tác của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm trong công việc trước tập thể và nhân dân của cán bộ đảng viên, tập trung lãnh đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên lĩnh vực kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngoài cái việc mà siết chặt kỷ luật kỷ cương như vậy, thì cũng đã xuất hiện những cái gương điển hình trong cái phong trào này. Đó là những cái người đảng viên bình dị tham gia cái phong trào với địa phương và trên cơ sở đóng góp những cái phần việc tuy nhỏ nhưng mà sức lan tỏa rất lớn, làm đẹp đường quê ngõ xóm. Trong sinh hoạt chi bộ từ tỉnh đến ấp, khắp nơi đều nghiêm túc kiểm điểm quá trình tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Những chuyển biến ở các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao, đổi mới phương pháp, cách làm, có sự chủ động, sáng tạo, đề ra giải pháp trọng tâm đột phá để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, các cấp ủy đảng đều chú trọng lựa chọn từ 3 đến 5 nhiệm vụ trọng tâm đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức trách nhiệm của cán bộ công chức, liên quan đến trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị,
nhất là những vụ việc được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, 100% tổ chức đảng trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu. Cuối năm, các chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức hàng năm. Nhiệm kỳ qua, tỉnh ủy Long An tâm đắc một số mô hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tiêu biểu là mô hình thực hiện công tác dân vận trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Nhận định đây là lĩnh vực nóng, gây nhiều bức xúc của người dân. Từ đó, chi bộ thanh tra tỉnh xác định vai trò tham mưu tích cực của mình với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc giải quyết đơn thư tố cáo của người dân. Chỉ trong 2 năm đầu triển khai mô hình, ngành thanh tra đã vận động được 18 trường hợp tự nguyện rút 9 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, góp phần tiết kiệm 570 ngày làm việc và 27 triệu đồng. Với tinh thần đảng viên đi trước, chi bộ ấp 4 xã Tân Bủ, huyện Bến Lức có nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu của phong trào xây dựng nông thôn mới. Nơi đây cũng có một số doanh nghiệp hoạt động và nhiều khu dãy nhà trọ cho công nhân thuê. Đó cũng là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rác thải dứt bừa bãi, mất vẻ mỹ quan xóm ấp. Một tiêu chí quan trọng được đảng ủy xã Tân Bủ đưa vào nghị quyết, phấn đấu để sớm được công nhận xã nông thôn mới. Chị Lưu Thị Học cùng với nhiều đảng viên khác hàng ngày tham gia nhặt rác gian đường thuộc phạm vi ấp mình, nhưng cũng có khi làm sạch luôn cả những ấp lân cận. Chứng kiến cảnh vất vả của những người đi nhặt rác hàng ngày góp phần làm sạch đường nông thôn, nhiều người dân cũng tự nâng cao ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Một đoạn đường sạch sẽ thoáng đãng thuộc địa bàn ở ấp 4 xã Tân Bủ, huyện Bến Lức tạo ra dấu ấn tốt đẹp cho những hành khách khi qua đây. Sáng thì tập thể dục rồi xách theo hai cái bao, cứ cái thì lụm chai lọ bỏ vô, còn cái kia thì lụm rác gom lại cho nó sạch sẽ, đoạn đường mình cho nó thoáng đãng và sạch sẽ vậy đó. Mình cũng như mình làm vậy đang cho dân người ta cũng ý thức được, người ta thấy được mình làm vậy rồi người ta cũng từ từ, người ta cũng không có xả nó nhiều. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bằng nhiều chương trình hành động cụ thể thiết thực tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan và người lao động trong doanh nghiệp. Với chương trình đột phá về phối hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chuyển biến đều khắp các tổ chức cơ sở đảng. Ở từng tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng những chương trình thiết thực, tạo ra điểm nhấn khi triển khai các chương trình đột phá của đảng bộ khối. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng do cấp ủy cơ sở, đảng ủy khối tổ chức. Ban thường vụ đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở khen 95 tập thể và 356 cá nhân, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân. Đảng ủy khối và hầu hết các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có sự đoàn kết thống nhất, thường xuyên đổi mới về nội dung như phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát và thực tiễn, nâng cao cái năng lực sức chiến đấu và của tổ chức cơ sở đảng như đảng viên. Các quận ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã xác định những nội dung trọng tâm để thực hiện chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện tình hình địa phương, đơn vị, nhất là tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội 10 đảng bộ tỉnh, chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới và các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình đề ra, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, về phát triển kinh tế, các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình nước sạch cho vùng hạ, về quản lý sử dụng đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giải quyết tranh chấp trong nhân dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư các dự án đầu tư. Thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ qua duy trì đẩy mạnh chương trình phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao là nghị quyết quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường giai đoạn 2015-2020.
Từ đó, làm thay đổi nhanh quy trình sản xuất với công nghệ tiên tiến, góp phần giảm lao động, chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, thị xã Kiến Tường còn xuất hiện những mô hình thiết thực gắn với công tác xây dựng đảng, như việc ghi chép bằng sổ tay đảng viên, kể chuyện về Bác vào mỗi tuần sinh hoạt chào cờ đã trở thành nề nếp ở các cơ sở đảng. Trên địa bàn Kiến Tường đã triển khai nhiều mô hình trên các cái lĩnh vực, đạt nhiều kết quả, đặc biệt là ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Có 91 mô hình được đánh giá cao, thông với cách làm hay, sáng tạo, đã được là tuyên dương, khen thưởng. Một số cái mô hình cụ thể đó là mô hình sổ sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra một số mô hình khác cũng rất là nổi bật, đó là như mô hình truyền thanh trực tiếp để kể chuyện, kể mẫu chuyện về tấm gương của Bác tại đầu từng của các tháng. Thì với mô hình như thế thì cái nhận thức của người dân cũng như cán bộ đảng viên trong đảng, toàn đảng bộ được nâng lên thông qua những cái việc làm thiết thực cụ thể được rút ra từ các mẫu chuyện. Về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm túc thực hiện đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phong cách lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đặc biệt mô hình trọng dân cần dân, có trách nhiệm với dân và mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 đã phát huy hiệu quả, qua đó giúp cho cán bộ đảng viên có ý thức thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách tài sản khi bị công của nhà nước. Phong trào này trở thành phong trào thi đua sôi nổi không chỉ trong tổ chức đảng mà còn được các ngành các cấp thực hiện. Cấp huyện tương đương và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã khen thưởng cho 449 tập thể và 1.129 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cấp tỉnh năm 2018 khen thưởng 20 tập thể, 53 cá nhân. Năm 2019 khen thưởng 17 tập thể, 19 cá nhân. Trung ương khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân. Việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng về nêu gương theo hướng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị các cấp của cán bộ đảng viên, thấm nhuần nội dung cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị, quy định để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của đảng về nêu gương. Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ tư, chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức các cấp, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng. Qua 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hành động học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, tính phô trương, hình thức, nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.